Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta trở lại kênh Mr. Long Learn Let's Learn. Chúng ta đến với một đề kiểm tra định kỳ của tiếng Anh lớp 12 chúng ta trong chương trình học kỳ 1 này các bạn nhé. Trong cái đề này là có ký hiệu là đề số 6 các bạn nhé. Tất cả những đề kiểm tra thi và kiểm tra thầy cũng đưa lên kênh hết rồi, đưa vô trong danh sách phát đó. Các bạn vô các bạn xem. Rồi, bây giờ là phần câu hỏi dạng thứ nhất là kiểm tra phần phát âm của chúng ta này. Câu thứ nhất này, người ta kiểm tra về cái kỹ năng phát âm ED. ED này á, thì ba cái trường hợp phát âm ED thì trong danh sách pháp ngữ pháp tiếng Anh phổ thông thầy giảng kỹ các bạn rồi, bạn vô xem. Cái ED trường hợp này á, là được phát âm là D. Trường hợp đầu này này, reserved D. Này là tất cả ba trường hợp này còn lại này, ED được phát âm là T, T. Đó, bạn này. Locked, locked. Forced, forced. Touched, forced. Đó, ED lúc này được phát âm là T. Vì sao nó được phát âm như thế này thì thầy không giảng lại nữa các bạn nha. Các bạn vô trên chat phát đó các bạn thấy. Các bạn học ba cái trường hợp phát âm ED của thầy. Câu 1, chọn A. Câu 2, arrange, arrange. Arise, arise. Arrive, arrive. Cái này arise, âm cuối này. Cái này âm cuối này, khác biệt âm cuối này. Arrive, arise. Area, area. Không gì lăng tăng nữa, đúng không? C. Rồi, câu 3. Câu 3 thì liên quan đến dấu nhấn này các bạn này, stress này. Xem từ nào nhấn nhấu khác biệt nha. Household, household. Skill. Rồi các bạn này nghe kỹ nè. Skill, skill. Đó, nhớ âm hài nha. Skill. Pressure, âm đầu luôn. Active, âm đầu luôn. Vậy thì câu 3, câu B là được chọn. Khác biệt nhất nhấn âm hài. Còn tất cả ba chữ này đều nhấn âm đầu. Câu số 4. Supportive, supportive, âm 2. Leftover, leftover. Confidence, confidence. Hospital, hospital. Các bạn nghe thầy phát âm là các bạn biết nhấn âm nào rồi đúng không? Chỉ có câu A là nhấn âm 2, supportive. Ok, rồi. Cái câu 5. Câu 5 á, là người ta sẽ cho chúng ta một từ sai, chúng ta một từ hoặc hai từ đó, tóm lại là cái phương án nào A hay B hay C hay D là sai, mà quan trọng là các bạn phải sửa lại cho đúng. Đó, có nghĩa là mình biết cách A nó sai như thế nào và sửa lại cho được. Đây, ví dụ thế này nha. Cảnh sát bây giờ này, cảnh sát bây giờ, cảnh sát đang điều tra một vụ cướp mà nó diễn ra tại khu phố của chúng tôi vào tối hôm qua. Rồi, các bạn để ý nè. Tối hôm qua, vụ cướp diễn ra tối hôm qua thì took place là chính xác. Đây là diễn ra này, thì quá khứ là took. Nguyên mẫu đó là take. Đó, take place là diễn ra. Thì quá khứ, đây là chỉ có dấu hiệu quá khứ thì buộc phải biến thành took. Đúng rồi. Vậy thì, câu này sai chỗ nào? Is này đúng hay sai? Is này đúng hay sai các bạn? Câu này sai. Bởi vì các bạn để ý nè, đây là một cái mẹo rất là tinh vi. Các bạn nhìn đây, các bạn tưởng là số ít nhưng không phải thế. The police này á, là số nhiều. Đụng đến cảnh sát á, nói đến the police này là chúng người ta đang viết đó số nhiều. Đó, động từ theo sau buộc phải viết ở số nhiều. Thì y này không được, is này không đúng. Phải là are. Đó, các bạn nhá, nhớ theo sau police này là người ta viết đó là à, rất nhiều cảnh sát. Nhớ nhá. Rồi phải phương án A chữ is là không đúng. Phải chọn là A. Rồi, được chưa? Câu số 6. Câu số 6 này các bạn này. Cây viết của chúng tôi, cây viết của tôi có mực như thế nào trong đó? Đó là, à, có quá ít mực. Có quá ít mực trong đó. Vì vậy, bạn có thể cho tôi một ít được không? Cho tôi một ít mực được không? Thì các bạn xem này. Cái ink là mực á, mực trong cây viết á. Ink này mực trong cái viết. Vậy thì theo các bạn cảm nhận, ink này là danh từ đếm được hay không đếm được? Chắc chắn là không đếm được. Không đếm được thì không thể feel được. Vậy thôi. Không phải very very feel được. Mà chỗ này là buộc phải little. Đó, little là đi với danh từ không đếm được. Có quá ít mực, ít mực này. Little ink. Ok chưa? Vậy thì B không đúng nha. Câu 6 B là không đúng. Là very few ink là không đúng, mà phải là little ink. Ok. Câu số 7.
Câu số 7 các bạn nhìn thấy o chưa? Các bạn thấy o mà neither nó có ngược ngược không? Hoặc là cái này sai, hoặc là cái này sai, mà cái đường A chỗ này thì chắc chắn là không thể không không thể neither chỗ này được. Neither. Các bạn nhìn này nhá. Khi người ta viết á, cái chỗ này á không thể o được, đã neither rồi á là phải no. Đó, các bạn nha, o này không được. Đây. Không phải William, cũng không phải anh trai của anh ta đã ăn trộm những cái quả chôm chôm từ cái vườn nhà, vườn chôm chôm của nhà chúng tôi. Có nghĩa là không phải ai, không không phải người này, cũng không phải người kia. Thì người ta dùng cấu trúc neither someone nor someone. Không phải người này, cũng không phải người kia. Đó. Hoặc là neither something nor something. Không phải cái này, cũng không phải cái kia. Rồi, động từ. Nhớ nha. Vậy đây, o là sai chứ các bạn nha. Phương án A này. Rồi, đó là tất cả 7 câu. Bây giờ đến câu số 8 là chúng ta chọn các phương án trả lời cho tốt nhất các bạn nha. Đây, câu số 8. Câu số 8 này, các bạn nhìn đây nha, thầy dịch cho các bạn rồi, các bạn đón nghĩa cần phải viết như thế nào nha. Đây. Thành thật mà nói, chân thành mà nói, thẳng thắn mà nói. Thẳng thắn mà nói, tôi không biết là làm cách nào mà anh ta chấp nhận một số tiền ít ỏi mà anh ta kiếm được như vậy. Vậy thì các bạn để ý này, chấp nhận số tiền ít ỏi anh ta kiếm được như vậy, thì các bạn để ý câu số 8 á, thì chỉ có get by này. Đó, anh ta nhận được này, nhận được, get đi với ngôi số 3 số ít là buộc động từ phải thêm s này. Đó, get by đi với he là get by, là nhận được. Thẳng thắn mà nói, tôi không hiểu vì sao anh ta, tại sao anh ta lại nhận được cái số tiền ít ỏi mà anh ta được kiếm như vậy. Ok, rồi, đó là câu 8. Bây giờ đến được câu 9 này các bạn. Câu 9 của chúng ta. Ồ, câu 9 liên quan đến đảo ngữ. Wow, câu 9 liên quan đến đảo ngữ, các bạn nhìn đây nha. Thầy sẽ giảng kỹ chỗ này một xíu cho nhiều bạn sẽ không hiểu nè. Đây. Câu 9 là các bạn chọn phương án C trước đã, rồi thầy giải thích nè, rồi cái đảo ngữ nè. Rồi, các bạn nhìn đây nha. Had, thầy viết vô. Had I done. Đó. Bây giờ cái câu 9 này là đảo ngữ của mệnh đề if loại 3. Các bạn nhớ cho thầy nha. Đảo ngữ của mệnh đề if loại 3 đó là đưa had ra đầu câu rồi đến chủ ngữ rồi đến động từ ở cột số 3. Had đầu câu, chủ ngữ rồi động từ cột số 3 này. Động từ này cột số 3 của từ do, did. Did là cột 2, done là cột 3. V3 này, V2 này, V1 này. Đó. Các bạn nhớ cho thầy nha, cái đảo ngữ này, nếu câu này á mà viết lại mà đúng với mệnh đề if loại 3 á, là các bạn nhìn đây. If I had done. Đó, nếu mà viết đầy đủ này, viết đúng trật tự nó này, chúng ta không đảo ngữ này. If I had done my homework last week, I would have got a good mark. Đó. Nếu tôi làm bài tập về nhà của tôi vào tuần trước thì tôi sẽ nhận được điểm giỏi. Các bạn thấy chính xác không? Mệnh đề if ở quá khứ không có thật trong quá khứ, chúng ta dùng loại 3. À, loại if loại 1, loại 2 như thế nào á, thầy cũng giảng kỹ trong danh sách pháp ngữ pháp rồi. Các bạn vô các bạn xem các bạn thấy. Trong trường hợp này các bạn nhớ cho thầy, loại không có thực trong quá khứ. Trong quá khứ là anh này anh không chịu làm bài tập, cho nên anh không nhận điểm tốt. Cho nên bây giờ anh nếu em đưa nếu. Đó, mệnh đề if loại 3 đây. Thì khi đảo ngữ á, người ta bỏ if đây, người ta đưa h ra trước rồi đến chủ ngữ rồi động từ V3 giữ nguyên. Đúng với cái này không? Đúng chưa? Đó, câu này thầy dừng lại hơi lâu một xíu là như vậy các bạn nha. Rồi, câu số 10. Câu số 10 các bạn nha. Bạn có bất kỳ cái sự phản đối nào không đối với cái con đường mới này? À, vậy thì cái sự phản đối thì người ta đi với cái gì? Đi với cái gì các bạn? Chắc chắn là C rồi. Đây, objections buộc phải true rồi. Sự phản đối là phải true này. Đấy các bạn nha. Objections cộng với true là sự phản đối đối với cái gì? À, đối với cái con đường mới này. Đó, bạn có bất kỳ cái sự phản đối nào với cái con đường mới này không? Đó là như vậy các bạn ha.
Rồi, cái phần 1 của chúng ta liên quan đến cái kiểm tra định kỳ lần này chúng ta đã tạm dừng. Hẹn các bạn video tiếp theo để chúng ta đến với phần 2. Phần 2 bắt đầu từ câu số 11 các bạn nha. Rồi. Thế thì thực ra thầy quay hết luôn cho các bạn cũng được, nhưng mà thôi để thầy quay ra nhiều phần để mỗi lần trên dưới 10 phút, mười mấy phút cho các bạn học để các bạn đỡ mệt, để mệt mỏi. Một video mà nhiều quá thì các bạn xem các bạn cũng ngán đúng không? Rồi, hẹn các bạn video tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với cái phần 2 từ câu số 11 trở đi. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận nhiều video hay. Trong kênh của thầy, thầy cũng giảng rất là nhiều, có giảng những cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi rất nhiều kiến thức từ lớp 6 đến lớp 12 cho các bạn luôn. Rồi, cảm ơn các bạn.